tối đến tại vương phủ chỉ vì lần trước phản diện trêu cô đen mà lần này sau khi trở về cô đã chuẩn bị các nguyên liệu để có thể cải thiện làn da của mình sau khi đắp bảy bảy bốn mươi chín loại nguyên liệu lên mặt mình cô nằm sóng xoài trên ghế thư giãn cô nghĩ đúng là chẳng lịch sự gì hết coi ta trắng trở lại trói mù mắt ngươi luôn lúc này từ ngoài cửa có tiếng gọi khương cô nương vương phi gọi người đến tùng tuyết viện ta đến ngay vừa mở cửa cô đã dọa cho cao thị vệ ngất xỉu ngay tại chỗ với cái diện mạo này của cô không xỉu mới là lạ đó người tàn ác thường sống thành thơi hại cao thị về ngất xỉu bị kéo đi thế kia, mà cô lại vui vẻ, cười như được mùa. Thế tử điện hạ, người dọa ta ngoài cửa sổ hôm đó, chắc chắn không phải là cao thị. Nói tới đây, cô vô tình nhìn thấy thế tử cũng đang cười, gương mặt này cười lên, cũng thật xoái quá đi mất. Điện hạ, ngài cười rồi kìa, vì có lẽ ngại ngùng, nên thái tử đánh trống lảng sang chuyện khác, bây giờ trông cô giống cái dạng gì đây? Chẳng phải mẫu phi gọi cô đến gặp người à? Ồ, phải, thôi tiêu rồi, thay y phục, còn phải rửa mặt nữa. Cô vội vàng quay cười chạy đi, nhưng chợt nhớ ra là bỏ quên thứ gì đó, quan trọng hơn, nên cô quay lại, điện hạ, ta đẩy ngài về phòng trước nha cô cứ để gương mặt đó như vậy à? Tuy rằng không được đẹp lắm, nhưng bên ngoài gió lớn, lỡ nhiễm phong hàn thì phải làm sao? Ta đẩy ngài về trước, rồi lại nhờ từ thị vệ rót cho ngài tách trà nóng, không đúng, ban đêm đừng uống trà thì hơn, nhắc tới chuyện này, sao bên cạnh ngài không có nha hoàn nào hết vậy? Thị vệ, suy cho cùng cũng là nam tử, không chu đáo như nha hoàn, cô nói nhiều thật, miệng thì nói vậy, nhưng lần này có lẽ cô đã ghi được điểm cộng với ngài ấy rồi biết được vương phi vốn là một người thành thật yêu sắc đẹp với tự luyến lần này đến gặp vương phi cô đã mang theo một vũ khí bí mật nói ra thì cũng quá trùng hợp đi lần này vương phi đang không được vui vì trên mặt xuất hiện nhiều mụn dù đã tránh mặt trong chùa một thời gian nhưng nó vẫn ca biến mất phiền chết đi được mau mang cái gương đi sao nó còn chưa tới nữa muốn ta đi mời à cùng lúc đó cô tiếng vào trên tay ôm một hộp gỗ lúc này nhìn thấy cô bà ta nghĩ hóa ra nó trông thế này ta còn tưởng là một ả xấu xí dù không phải là một ả xấu xí nhưng nên dạy dỗ thì vẫn dạy dỗ vừa chạm mặt nhau cô chỉ kịp nói vương phi nương nương còn chưa đợi cô nói hết câu, bà ta đã đập bàn quát cô: "Ngươi cho rằng thánh thượng ban hôn thì ta không dám đuổi ngươi đi đúng không? Ngày thành hôn, ngươi khóc lóc làm loạn, rồi ngày hồi môn, ngươi lại khiến vương phủ chúng ta trở thành trò cười cho bách tính. Đám công tước, quý phụ kia rõ ràng đã biết ta đang tu tập thanh tịnh trong chùa, nhiều chùa như vậy thì không đi, cứ phải tới chùa ta đang ở, chẳng phải là để cười nhạo thế tử phi của Trần Nam Vương phủ không cao quý, nhã nhặn sao?" Trước một loạt lời nói của vương phi, cô nghĩ, tính cách này của vương phi, làm sao nuôi được đứa con trai, tính cách lạnh lùng như mặc phù bạch vậy? ghen thần kỳ thật đấy lúc này vương phi lại quát được lắm dám xem lời bổn vương phi nói như gió thoảng qua à người đâu đuổi nữ nhân không biết tôn trọng trưởng bối phạm tội đại nghịch bất đạo này ra khỏi vương phủ ngay lúc này thái tử ra đến ôi vị cứu tinh đến rồi vừa thấy thế tử đến bà ta đã đổi giọng con trai à con vẫn chưa ngủ sao sao con mặc ít thế có mấy hôm không gặp mà con ốm đi nhiều thế này mẹ con tưởng rằng con và mẹ đã nói rõ ràng hết rồi mà rồi anh quay sang bảo cô ai bảo cô đứng đó nói chuyện với ta thượng tọa rõ ràng là quan tâm người ta mà còn cứng miệng ha ha sau một hồi trò chuyện thế tử biết được nguyên do khiến mẹ mình tức giận là do lưu quốc công phu nhân thêm hai vị hầu tước phu nhân cùng với mộ chiêu nghi đến chùa ngọc an thắp hương bái phật nhắc đến chuyện thái tử phi hồi môn lời nói hết sức khó nghe nhìn vẽ mặt này của thế tử đủ biết hắn đã có dự tính riêng của mình lúc này có một sợi tóc rơi ra ấu ăn tiếng tới lấy nó giúp thế tử nhìn cảnh thân mật của hai người phương phi không những bất ngờ ngạc nhiên và không tin vào mắt mình bà nghĩ không đúng con trai từ nhỏ đã không thích nữ nhân chạm vào lần này lại cho phép cô ta chạm vào tóc mình lúc nãy còn sai người thượng tọa cho cô ta chứ không phải bắt cô ta quỳ xuống nói chuyện hai đứa nó hình như ở cùng trong tử lâm viện kỳ lạ quá mẹ nghỉ ngơi sớm đi câu nói này của thế tử đánh tan suy nghĩ của vương phi ơ ờ, được rồi con trai cũng nghĩ sớm đi nhé lúc này ấu ăn tiếng đến tặng cho bà hộp gỗ bên trong có kem làm đẹp và mặt nạ cô tự điều chế giúp giảm mẫn cảm của da rẻ khi chuyển mùa món quà gặp mặt này đối với một người yêu cái đẹp như vương phi thì nhất cái nách rồi còn gì nữa khi về phòng bà nghe mama kể lại chính ấu an là người giúp chị chứng đau đầu của thế tử nhờ đó thế tử không còn cáu gắt nữa bà cười là vậy à nha đầu này cũng không phải không vừa mắt nhỉ còn biết lấy lòng người khác tặng ta mấy thứ làm đẹp này hơ lanh lợi lắm cảm ơn mọi người đã xem hết video nhớ đăng ký và bật nút thông báo để xem video mới nhé